xin chào tất cả các em ơi, có phải là mùa hè đã tới rồi có đúng không? Mà mùa hè tới thì nó liên quan tới cái gì nè? Chúng ta sẽ được đi du lịch. Mà thật ra là mỗi lần đi du lịch chị Vân đi luôn đau đáu suy nghĩ là trời ơi, mình phải mang theo cái gì và không mang theo cái gì đây. Thật ra là cái vấn đề đó mình cũng băn khoăn nhiều lắm đúng không các em? Đặc biệt những bạn nào mà đi máy bay mà bố mẹ còn ra một cái thông tin đó là chị sắp hành 7kg thôi. 7kg là gồm những cái gì? Đừng có lo nha, ngày hôm nay video clip này chị Vân sẽ giúp các em hiểu rõ hơn, cũng giống như là cách chuẩn bị hành lý 7kg như thế nào. Let's go! Đầu tiên, chúng ta sẽ phải tìm hiểu rõ là 7kg hành lý có nghĩa là gì? Có nghĩa là quần áo, đồ dùng, tất cả mọi thứ, đồ của các em cộng với chiếc vali này là 7kg. Nhớ nha, chứ không phải là mình xếp 7kg đồ xong mình bỏ vô cái vali này là đã thành 9kg luôn rồi đó. Bình thường nha, nhờ cái trọng lượng của cái vali nó sẽ từ khoảng 1kg cho tới khoảng 1.8kg tới 2kg. Cho nên là các em nhớ phải trừ cái kilo của vali ra nữa thì đó là cái đồ mà mình đem theo. Đơn giản quá không đúng không? Tiếp theo, chị Vani sẽ hướng dẫn cho các em khi mà mình đi du lịch như vậy thì chắc chắn là ở khách sạn sẽ có sẵn khăn nè, dầu tắm nè, dầu gội nè, cho nên chúng ta sẽ mang những cái thứ thật sự cần thiết thôi và hãy lấy bút giấy ra để ghi nè. Các em chuẩn bị cho chị Vani sạc dự phòng cộng với dây sạc, giấy selfie, sữa rửa mặt, sạc điện thoại nữa nha. Chị Vani sẽ giải thích từng món nha. Đầu tiên đó chính là sạc dự phòng. Tại sao chúng ta phải mang theo cái này? Khi mà đi du lịch đó, nhu cầu mà xài điện thoại là cực kỳ cao luôn. Chúng ta selfie nè, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái địa điểm ăn uống mà ngon nhất ở cái địa phương đó. Chưa hết đâu, chúng ta còn phải chỉnh màu hình làm sao cho đẹp, chỉnh mặt làm sao cho ốm. Rồi xong chúng ta còn phải tìm đường nữa, rất là nhiều luôn. Và đều sử dụng 3G hay là wifi đúng không? Như vậy thì cực kỳ tốn pin. Cho nên là các em nhớ hãy chuẩn bị sạc dự phòng nha. Nhưng mà chuẩn bị sạc dự phòng á thì nhớ chuẩn bị thêm dây sạc nữa và thêm một cái cúp sạc như thế này. Lý do để buổi tối khi mà đi chơi về thì chúng ta sẽ sạc nguyên một đêm để sáng hôm sau chúng ta có đầy đủ pin sẵn sàng để chúng ta chuẩn bị một ngày mới. Tiếp theo, các em chuẩn bị cho chị Vani sữa rửa mặt. Tại sao phải là sữa rửa mặt? Tại vì á khi mà đi du lịch á các em sẽ tiếp xúc với lại nắng, khói, bụi, rất là nhiều thứ ở một cái môi trường khác. Da mặt của mình phải thật sự sạch sẽ sau một ngày về thì lúc đó mình mới bảo vệ được da mặt của mình đúng không? Nhớ đeo heo sữa rửa mặt nha. Và cái cuối cùng, cái mà để cho chúng ta ai cũng sẽ đẹp và có nhiều tấm hình sống ảo chính là ta-da! Đây, gậy selfie. Nếu như mà đi một mình á thì có gậy selfie chúng ta sẽ chụp được khung cảnh đằng sau. Đi cùng với gia đình nhiều người thì gậy selfie khi mà đưa xa như vậy thì chúng ta sẽ lấy hết được toàn bộ của rất nhiều khuôn mặt những thành viên trong gia đình mình, có đúng không? Và tất cả những cái đồ dùng này các em hãy bỏ vô cho chị Vani ở một cái túi nhỏ. Và chị bật mí luôn nè, thật ra là cái túi nhỏ này sẽ không tính trong hành lý 7kg cho các em đâu, cho nên thoải mái luôn nha. Nãy giờ là những vật dụng cần thiết, còn bây giờ chị Vani sẽ chuẩn bị những vật dụng, những đồ dùng liên quan tới cái địa điểm của các em đi du lịch. Ví dụ như là chị Vani sẽ đi Đà Lạt đi thì chắc chắn là chị Vani sẽ mang những bộ đồ như thế này. Đây, áo da, áo hoodie, yes, áo tay dài, đó, áo len, đây, và quần legging. Đây là đồ đi Đà Lạt. Ngoài những cái bộ đồ mình mặc ra thì các em hãy chuẩn bị cái này gọi gì? Underwear, đồ lót của mình vào một cái túi như thế này cho nó sạch sẽ và gọn gàng nha. Đừng có để chung, nhìn nó kỳ lắm. Tiếp theo nữa là khi mà đi ở Đà Lạt hay là đi ở bất kỳ nơi nào, chị Vani nghĩ nó cũng sẽ khá là nắng. Chuẩn bị một chiếc dù thời trang thì cũng rất là sành điệu, có đúng không? Đây nè, đó. Thật ra là dù á, ngoài cái nhiệm vụ che nắng che mưa thì các em cũng có thể làm đạo cụ để cho mình chụp hình sống ảo nữa. Hay, phải có dù nha. Tiếp theo nữa, đây là vật dụng mà chị Vani luôn nhắc nhở các em, đặc biệt là các bạn trong giai đoạn tuổi dậy thì, đó chính là kem chống nắng. Dùng cho mặt, dùng cho toàn thân, bắt buộc phải xuất kem chống nắng nha, chứ không da các em sẽ dễ bị lão hóa lắm và dễ bị ung thư nữa. Không tốt đâu. Tiếp theo nữa, đó chính là chỉ dành riêng cho các bạn gái. Tại vì á, thật ra là tất cả những tấm hình chúng ta muốn tươi tắn xinh đẹp thì chúng ta hãy nên dùng son để cho chúng ta tươi tắn hơn. Chị Vani sẽ dùng hai loại, một là son dưỡng, hai là son có màu. Một cái nữa,
Chị Anh nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với lại các bạn nữ, kể cả các bạn nam luôn. Đó chính là vật dụng làm cho chúng ta ngầu hơn, có đúng không? Đây là những chiếc mắt kính rất là thời trang luôn. Thật ra thì cái này các em không cần bỏ trong hành lý sách tay này đâu. Các em có thể máng ở trên đây nè. Đó, máng ở trên chiếc áo của mình. Son và kem chống nắng cũng vậy, các em hãy để trong một cái túi nhỏ nha, để các em có thể để đồ của mình vô một cách gọn gàng nhất. Xách cái túi này theo. Xong hành lý rồi, bây giờ thì đóng vali lại. Nhưng mà hơi bề bộn chút xíu đúng không? Chị Vani sẽ chỉ cho các em cách mà để các em xếp đồ một cách gọn gàng và tiết kiệm diện tích nhất. Xem nha. Khi mà xếp quần áo nhiều như thế này thì quần áo của chúng ta sẽ bị nhăn và khó chịu lắm. Các em hãy thử làm như thế này nha. Cuộn quần áo của mình lại như là cuốn chả giò vậy đó. Xong rồi sau đó mình xếp những cái món đồ dày như là quần jean nè, áo khoác dày nè, thì chúng ta sẽ xếp ở phía dưới. Còn những cái đồ mỏng nhẹ thì chúng ta sẽ xếp ở phía trên nha. Cách này thì quần áo của các em sẽ không bị nhàu nát đâu. Và cái thứ hai nữa, vali của các em sẽ không có phải đầy ắp ú nu ú nừng giống như hồi nãy đâu á. Kem ơi, như vậy là xong rồi đó. Thật ra là nếu như mà đi Đà Lạt thì các em có thể mang thêm nón len nè, rồi xong kể cả khăn choàng nữa. Chị Vani đã chuẩn bị xong hành lý của mình. Hy vọng là ngày hôm nay chị Vani đã gỡ rối đúng những cái thắc mắc, những cái khó khăn của các em ha. Nếu như mà bạn nào đang muốn đi biển thì các em có thể xem lại cái video clip này, thì các em sẽ biết nhiều cái tips về đi biển hơn. Còn bây giờ á thì ai mà chuẩn bị đi chơi thì nhanh chuẩn bị đồ đạc của mình nha. Cảm ơn các em nhiều. Đừng quên like, comment địa điểm đi chơi của các em trong dịp hè này. Và kêu gọi mọi người đăng ký subscribe chị Vani nữa. Cảm ơn các em nhiều. Bye bye.